Theo các bạn thì trượt lông có hại hay không? Cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Duyên đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay Duyên sẽ chia sẻ cho các bạn là trượt lông có hại hay không? Thì rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi Duyên là em trượt lông thì có hại hay không, có hại cho sức khỏe hay không, hay là em đang mang thai, em cho con bú thì có nên trượt lông hay không. Thì video hôm nay Duyên sẽ trả lời cho các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải tìm hiểu thì trượt lông là gì. Thì trượt lông là một cái thủ thuật y tế mà để loại bỏ những cái phần lông không mong muốn ở trên cơ thể, ví dụ như là lông nách, lông tay, lông chân, dành cho những người mà nhiều lông. Thì những cái phương pháp trượt lông bây giờ thì người ta sử dụng những cái phương pháp trượt lông như là dùng chùm ánh sáng, hoặc là các phương pháp trượt lông tại nhà như là cạo lông, nhổ lông, quát lông, hay là dùng kem tẩy lông. Thì những cái phương pháp dùng tại nhà hay là những phương pháp dùng ánh sáng tập trung như là IPL laser thì đều có những cái ưu điểm, nhược điểm riêng. Tuy nhiên hiện nay thì người ta vẫn rất là ưu tiên những phương pháp trượt lông, gọi là những phương pháp trượt lông vĩnh viễn ở các cái spa thẩm mỹ viện đấy ạ. Đó là phương pháp trượt lông bằng laser và IPL. Thì trong quá trình trượt lông bằng laser và IPL ấy, thì người ta sẽ sử dụng một cái loại ánh sáng, một chùm ánh sáng có năng lượng cao để chiếu lên da, và lúc đó nó sẽ hấp thụ những cái melanin ở trên da. Thì ở trên cơ thể của chúng ta có 3 vùng có melanin, đó là ở vùng da, vùng lông tóc và vùng mắt. Thì những cái nào mà nó có màu càng đen thì melanin càng nhiều. Khi chúng ta chiếu ánh sáng lên vùng da thì melanin nó sẽ tìm những cái gì màu đen để nó bắt. Vậy thì lông nó sẽ có màu đen thì ánh sáng nó sẽ hấp thụ và nó phân hủy, phá hủy cái nang lông đó, làm cho lông của chúng ta bị không phát triển được nữa, hoặc là làm chậm quá trình phát triển. Vậy thì khi mà sử dụng ánh sáng bằng laser hoặc là IPL ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái đó để trượt lông hết toàn bộ những cái vùng cơ thể, ví dụ như là vùng lông nách, lông bikini, lông tay, lông chân, lông ngực, lông lưng hoặc là lông gáy. Nói chung là rất là nhiều, nhưng mà các bạn trừ cho mình đó là lông mi và những cái vùng xung quanh mắt nhá, lông mày nhá. Và những cái vùng mà các bạn mong muốn trượt lông ấy, nếu các bạn có một cái hình xăm ở trên đó thì Duyên khuyên chân thành là các bạn không nên trượt lông ở vùng đó, bởi vì ánh sáng laser hoặc là IPL nó có khả năng làm mờ cái hình xăm đó, nó sẽ bắt màu của hình xăm, nó làm mờ đi, nên các bạn không nên trượt lông ở trên những vùng có hình xăm nhé. Thì trượt lông hiệu quả nhanh hay hiệu quả chậm nó còn phụ thuộc vào màu lông và màu da. Nếu da bạn là một người da trắng mà lông bạn là màu đen thì những cái chùm ánh sáng đó nó sẽ hấp thụ chủ yếu là màu đen ở trên lông, nó sẽ ít hấp thụ màu ở trên da, cho nên là lông nó sẽ rất là nhanh rụng và hiệu quả cao. Nhưng còn nếu da bạn là một người da đen hoặc là da ngăm hơn những người da trắng, thì nếu lông bạn cũng là lông đen, da đen, thì lúc đó cái ánh sáng của IPL hoặc laser thì nó sẽ hấp thụ vừa vào lông vừa vào da, cho nên lúc đó chúng ta sẽ trượt nó sẽ chậm hơn, hiệu quả nó sẽ chậm hơn, nên cần cái sự là đi nhiều lần hơn, dài hơn. Và khi trượt ấy, chúng ta cũng không được sử dụng năng lượng cao, bởi vì nếu sử dụng ở cái mức độ mà cao quá, bình thường nếu người da trắng chúng ta sử dụng là mức 2, mức 3, thì người da đen, người da ngăm hơn thì chúng ta chỉ sử dụng mức thấp hơn là mức 1 hoặc mức 2 thôi. Thì những lần trượt nhiều như vậy thì những cái vùng da đen ấy, nó cũng bắt melanin, nên là sau khi trượt lông da những vùng đó thường là nó sẽ sáng hơn. Ví dụ như những người mà bị trượt lông nách mà bị thâm nách chẳng hạn, thì những cái vùng thâm nách đó melanin nó cũng bị hấp thụ bởi ánh sáng, nên là sau khi trượt lông một liệu trình thì những cái vùng thâm nách nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Mặc dù thì trượt lông nó rất là hiệu quả đấy, và hiệu quả làm lông chậm phát triển lâu dài hơn, tuy nhiên để hiệu quả vĩnh viễn thì nó vẫn chưa làm được, bởi vì sợi lông của chúng ta nó sẽ có 3 giai đoạn phát triển, là giai đoạn phát triển, giai đoạn thoái triển và giai đoạn nghỉ. Thì khi mà ánh sáng laser hoặc là IPL nó chỉ phá hủy được 2 giai đoạn, là giai đoạn phát triển và giai đoạn thoái triển, còn giai đoạn nghỉ nó mất mấy tháng sau nó mới mọc lên lại, cho nên là mấy tháng sau chúng ta sẽ nhìn thấy là lông mọc lên lại. Nên cái liệu trình mà trượt lông ấy thì nó cần phải nhiều lần, từ 3 đến 7 lần tùy vào từng lông. Nhưng mà trên cơ thể của chúng ta lại có hai loại lông, đó là lông gọi là lông cơ và lông nội tiết. Thì như các bạn biết ấy, khi mà chúng ta tuổi dậy thì chúng ta phát triển lông thì đó gọi là lông nội tiết, thì nó thường là râu ấy, gọi là lông cằm ở cằm này, hoặc là lông nách hoặc là lông bikini. Nên những cái vùng đó chúng ta cần phải trượt nhiều lần hơn, bởi vì nội tiết của cơ thể vẫn còn thì nó vẫn còn đẩy lên. Còn những cái vùng lông tơ như là lông tay, lông chân, lông lưng chẳng hạn, thì chúng ta trượt nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ hiệu quả hơn, và cái sự mà
phát triển lại thì cái sự mọc lại nó sẽ chậm hơn. Vì triệt lông bằng laser và IPL thì nó không thể triệt lông được vĩnh viễn từ rất là nhiều năm sau. Cho nên khi mà các bạn lựa chọn một cơ sở để triệt lông thì tốt nhất các bạn hãy lựa chọn những cơ sở nào mà có thể bảo hành cho các bạn càng lâu càng tốt. Có những cơ sở thì người ta chỉ nói triệt lông 10 lần thôi, nhưng không bảo hành ở đằng sau thì các bạn coi chừng nhé. Bởi vì 6 tháng đến 1 năm, 3 năm sau thì lông nó có thể mọc lại. Tuy nhiên thì vì lông mọc lại nó sẽ mảnh hơn, tơ hơn và mịn hơn, cho nên là có những bạn thì cũng có thể không cần phải đi triệt lại cũng được. Nhưng nếu các bạn muốn sạch lông thì các bạn cần phải đi triệt lại. Nên hãy hỏi những cái cơ sở các bạn triệt hỏi là họ có bảo hành cho bạn không và cái cơ chế bảo hành như thế nào. Ví dụ như cơ chế bảo hành càng vĩnh viễn thì càng tốt nhé. Nên lựa chọn những cơ sở mà triệt lông vĩnh viễn, bảo hành vĩnh viễn. Vậy chúng ta sẽ quay lại cái câu hỏi là triệt lông có hại hay không? Thì triệt lông có hại hay không phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là màu da này, màu tóc này, cái kế hoạch triệt lông này và cái kỹ thuật của những người nhân viên triệt lông này và cái việc là chăm sóc trước và sau khi mà triệt lông. Bệnh nhân sẽ kể ra các cái tác dụng phụ khi các bạn triệt lông bằng laser hoặc là IPL nhé. Thứ nhất là dị ứng da, thì cái tác dụng phụ này nó có thể là gây, có thể là hơi đỏ ở trên da, hơi ngứa ở trên da sau khi triệt lông. Tuy nhiên những cái này thì nó sẽ biến mất sau vài giờ triệt lông. Thứ hai là thay đổi sắc tố da, thì lúc nãy tôi nói đó, khi mà da của chúng ta cũng có chứa melanin, nên khi mà laser hoặc là ánh sáng IPL nó hấp thụ những cái melanin ở trên da, cho nên sau khi triệt lông da của chúng ta nó sẽ sáng hơn, nó sẽ trắng hơn cái vùng đó. Những cái thay đổi này thì nó có thể là tạm thời hoặc là vĩnh viễn. Còn hiếm thấy những cái trường hợp mà triệt lông bằng laser hoặc là IPL gây bỏng phồng rộp da hay là để lại những cái vết sẹo, những cái trường hợp đó nó cực kỳ hiếm thấy nhé. Thì những cái tác dụng phụ hiếm gặp như là lông mọc nhiều hơn sau điều trị hoặc là tác dụng phụ làm cho da sẫm màu hơn thì đó là những cái tác dụng phụ cực kỳ hiếm gặp. Thì triệt lông bằng laser hoặc là IPL thì không được khuyến khích cho những lông vùng mắt là lông mi, lông mày, bởi vì IPL và laser nó có khả năng làm tổn thương mắt, nên tốt nhất khi mà triệt lông vùng mặt chúng ta phải dùng kính để che mắt thật là kỹ, bởi vì laser và IPL nó có thể làm tổn thương cái vùng mắt nghiêm trọng. Chính vì là nó sẽ gây tổn thương mắt trong quá trình điều trị gần vùng mắt, nên khi mà các bạn triệt lông vùng tay, vùng chân hay là vùng nào, các bạn nên cho khách hàng mang kính bảo hộ mắt nhé. Và chúng ta là những người kỹ thuật viên thì các bạn cũng nên mang kính đen, mang kính bảo hộ mắt vào để tránh những cái tia laser hoặc là tia IPL nó có thể phản chiếu vào mắt. Vậy các bước triệt lông như thế nào? Ở một cái liệu trình triệt lông bằng laser hoặc là IPL thì nó không phải là một lần mà nó phải là nhiều lần điều trị. Tùy vào từng vùng, ví dụ như là vùng nách, vùng râu, vùng bikini thì nó sẽ lần điều trị nó sẽ dày hơn, khoảng 1-2 tuần chúng ta nên triệt lại. Còn những cái vùng như là tay, chân hoặc lưng thì chúng ta có thể 2-3 tuần chúng ta mới đi triệt lại một lần. Và những cái vùng lông nội tiết thì chúng ta nên đi triệt nhiều lần hơn, bởi vì nó sẽ khó rụng hơn những cái vùng lông tơ. Thì mỗi lần điều trị thì những người kỹ thuật viên thì họ sẽ dùng kính bảo hộ và cho khách hàng mang cái kính bảo hộ mắt. Và lúc đó chúng ta sẽ sử dụng, khi mà triệt lông chúng ta sẽ sử dụng gel để triệt lông. Về quy trình triệt lông như thế nào, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ điều chỉnh máy triệt lông làm thế nào để cho nó tốt nhất tùy những cái vùng da chúng ta điều chỉnh. Và khi đó chúng ta sẽ đợi cái mặt kính này nó lạnh, nó làm lạnh, vì khi ở cái máy triệt lông nó sẽ có một cái chế độ, những cái máy tốt nó sẽ có những cái chế độ làm lạnh cực kỳ lạnh luôn. Đợi nó lạnh rồi, trước khi triệt lông thì chúng ta sẽ bôi gel lên da để triệt lông. Và người kỹ thuật viên thì phải là mang kính bảo hộ mắt. Và bôi gel lên da để làm gì? Nhiều người nói bôi gel lên da có phải là để tẩy lông không? Không phải nhé, để tăng cái sự tiếp xúc, tăng cái khả năng triệt lông của những cái máy triệt lông này, thì chúng ta sẽ bấm nhé. Những người kỹ thuật viên người ta sẽ mang những cái đầu của IPL mà hoặc là laser này đưa lên da và bấm. Tùy vào cái da của chúng ta mà chúng ta sẽ tùy chỉnh mức độ ở trên máy như thế nào cho nó hợp lý. Nếu bạn là những người da trắng, lông đen thì bạn sẽ chỉnh mức độ cao hơn một chút, mà chúng ta cũng đi từ thấp lên cao. Nếu là bạn là một người da đen thì những bạn kỹ thuật viên người ta sẽ cho bạn ở mức độ gọi là thấp nhất từ 1 trở đi. Khi nào bạn không chịu được nữa thì chúng ta sẽ ngưng lại nhé. Vậy cái thời gian triệt lông là bao lâu? Thì cái thời gian triệt lông tùy vào từng vùng. Ví dụ bạn triệt lông nách hoặc là triệt lông mép, triệt lông vùng môi trên thì nó sẽ nhanh hơn, nó khoảng mất 5 đến 10 phút. Nhưng nếu bạn triệt một vùng lông tay hoặc là lông cả tay hoặc là lông cả chân thì nó mất một vùng, nó mất khoảng là trên 30 phút đến 1 tiếng.
Hoặc là các bạn triệt vùng bikini thì nó mất khoảng 20 đến 30 phút tùy vào diện tích của từng vùng triệt lông. Thì những biện pháp ngăn ngừa rủi ro khi triệt lông là gì? Các bạn tốt nhất các bạn nên lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ thật là uy tín để gửi cái lông của mình vào đấy. Như các bạn biết đấy, có rất là nhiều cơ sở thẩm mỹ người ta có máy triệt lông. Tuy nhiên là có những cái máy thì nó sẽ không hiệu quả và những cái kỹ thuật viên họ không được đào tạo bài bản ấy, thì nó sẽ không có hiệu quả cao cho mình. Và các bạn nên được thăm khám kỹ trước khi triệt lông, bởi vì có những cái vùng da chúng ta không được triệt lông. Tốt nhất là chụp ảnh trước và sau khi triệt lông để so sánh kết quả trước sau điều trị. Vậy chăm sóc sau khi triệt lông như thế nào? Nếu sau khi triệt lông về thì các bạn nên chăm sóc kỹ một chút, bởi vì melanin ở trên da nó bị hấp thụ, cho nên khi đi ra nắng các bạn nên dùng kem chống nắng. Nhất là khi mà các bạn triệt lông mặt, rộng triệt lông mép thì các bạn nên dùng kem chống nắng kỹ. Và nếu triệt lông tay, lông chân, lông bikini thì đi ngoài các bạn nên che chắn cẩn thận, bởi vì nó rất là dễ ăn nắng. Và các bạn tránh những cái phương pháp triệt lông khác, bởi vì khi mà các bạn đã sử dụng triệt lông bằng laser hoặc là IPL thì các bạn tránh cho mình những cái phương pháp như là nhổ lông này, quát lông này, hay là kem tẩy lông nhé, bởi vì nó sẽ không còn làm hiệu quả nữa. Và khi mà làm thủ thuật triệt lông á, thì những kỹ thuật viên họ sẽ cạo lông cho bạn trước khi triệt, bởi vì nếu mà để trên lông ở trên dài thì nó sẽ bị cháy lông và làm bỏng của chúng ta. Thì tóm lại là triệt lông có hại hay không thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thì tốt nhất bạn hãy lựa chọn những cái cơ sở thẩm mỹ uy tín để có thể triệt lông an toàn và hiệu quả. Và những trường hợp không được triệt lông là ai? Và những trường hợp không nên triệt lông bằng laser hoặc là IPL là ai ạ? Thứ nhất là phụ nữ mang thai không nên triệt lông. Thứ hai là những người có vết thương hở hoặc là những cái cháy nắng mà các bạn chưa được lành. Thứ ba là vùng da triệt lông đang bị viêm nhiễm, ví dụ như là u, như là lở loét, như là nhiễm trùng. Thứ tư là những người dùng những cái thiết bị trợ tim, trợ thận. Và thứ năm là những cái vùng da đang bị bỏng hoặc là chấn thương nặng thì chúng ta không nên triệt lông. Vậy thì cuối cùng tóm lại là triệt lông có hại hay không thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Thì các bạn sẽ lựa chọn những cái cơ sở thẩm mỹ uy tín để các bạn có thể triệt lông được an toàn và hiệu quả. Chúc các bạn có một cái lựa chọn tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.